Thưa quý vị, sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh có buổi tiếp công dân định kỳ để giải quyết một số kiến nghị trên địa bàn các quận Liên Chiểu, Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn. Sau khi nghe ý kiến trình bày của công dân, giải trình của các cơ quan chức năng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh thống nhất giao cho Thanh tra thành phố kiểm tra lại hồ sơ khi cấp đất cho hộ ông Phạm Viết Tứ tại dự án mở rộng đường Mai Đăng Chơn, phối hợp với Ủy ban cùng Ngũ Hành Sơn xác định hiện trạng thực tế khi cấp đất và bây giờ, đồng thời xác định nghĩa vụ tài chính của hộ ông Tứ để đề xuất phương án giải quyết. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố thống nhất cho bà Nguyễn Thị Thanh Mai trú tại căn hộ nhà 1D tầng 4406, khu chung cư Phong Bắc, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tiếp tục sinh sống tại căn hộ, đề nghị Ủy ban Nhân dân quận Cẩm Lệ xem xét hỗ trợ. Qua xem xét hồ sơ đối thoại với công dân, trên cơ sở tham mưu của các cơ quan chức năng, các trường hợp ông Nguyễn Đức Mười, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng xin giải quyết nguyện vọng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản. Bà Nguyễn Thái Như, chung cư Bệnh viện Ung bướu thành phố Đà Nẵng, đề nghị cho chuyển căn hộ chung cư có diện tích lớn hơn. Bà Nguyễn Thị Cúc, hộ giải tỏa khu đô thị Phước Lý, xin nợ tiền sử dụng đất trong 2 năm do hoàn cảnh khó khăn. Bà Trần Thị Liễu, đại diện ủy quyền của bà Nguyễn Thị Hồng, thuộc diện giải tỏa tại dự án khu dân cư đường Hoàng Văn Thái về bồi thường đất ở. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đề nghị các sở ngành địa phương liên quan ra soát xem xét căn cứ trên các quy định hiện hành để giải quyết các kiến nghị của công dân, đảm bảo đúng người, đúng việc, đúng pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế.